Cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc có tổng diện tích trên 19,5 ha, nằm trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên. Cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, đường cấp nước sạch, đường thoát nước mưa, đường nước thải và đường điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư vào cụm. Sau khoảng 10 năm, đến nay cụm công nghiệp này đã thu hút được 26 đơn vị vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 86%. Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, thời gian qua công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ quốc tế là đơn vị chủ đầu tư cụm công nghiệp số 3 đã triển khai dự án đầu tư trạm xử lý nước thải với công suất 200 mét khối ngày đêm. Trạm xử lý nước thải được triển khai xây dựng từ tháng 11 năm 2022 với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hệ thống nước thải ở đây là sử dụng công nghệ là công nghệ hóa lý kết hợp với vi sinh và cuối cùng là hệ thống là lọc bằng áp lực. Ở đây có một ưu điểm nữa là hệ thống ở đây sử dụng cái giá thể vi sinh MBA thì là để nâng cao hiệu suất của hệ thống xử lý. Đầu ra thì là yêu cầu là quy chuẩn là 40, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và đạt ở đây là đạt cột A, là cái cột cao nhất để có khả năng được phép là xả vào nguồn nước để sử dụng cho mục đích là sinh hoạt. Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp số 3 Đa Phúc được xây dựng có các hạng mục bể chứa, nhà điều hành và máy móc thiết bị kỹ thuật. Hiện nay tại cụm công nghiệp số 3 đã có 10 đơn vị thực hiện việc đăng ký xử lý nước thải qua trạm và việc đấu nối hỏa mạng nước thải qua trạm xử lý sẽ được thực hiện trong tháng 5. Còn lại 16 đơn vị vẫn đang được chủ đầu tư tuyên truyền, vận động thực hiện việc đăng ký trong thời gian tới. Kết quả chạy thử này bây giờ là toàn bộ là các thiết bị là đều đã hoạt động ổn định. Hiện tại thì là ở đây thì chưa, các nhà máy thì chưa lấp đầy hoàn toàn khu, thì đối với cái lưu lượng này thì đã có dự phòng là 1,5 lần và ở đây thì cũng có là dành phần đất là để ví dụ như khi nào mà lấp đầy ấy, thì là có giai đoạn 2 là sẽ nâng công suất, thì là có thể nâng công suất lên đến 300 mét khối ngày đêm, thì là đảm bảo phục vụ cho lâu dài cho cả hệ thống này, cả khu công nghiệp này được. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022, tại Điều 52 quy định, các cụm công nghiệp khi hoạt động phải được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa, hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải sau khi xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và yêu cầu các cơ sở trong cụm phải thực hiện việc đấu nối hệ thống nước thải của đơn vị vào trạm xử lý nước thải tập trung để tiến hành xử lý trước khi thải ra môi trường. Biết được cái tình hình về sự cần thiết của hệ thống xử lý nước thải môi trường, cho nên là công ty chúng tôi đã tập trung đầu tư làm sao cho phù hợp với các doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong cụm. Còn một số doanh nghiệp chúng tôi đang là thúc giục cũng như là để giải cho các doanh nghiệp biết là sự cần rất cần thiết của công việc này, thì các đơn vị cũng đang rất là phối hợp tích cực. Hiện nay trạm xử lý nước thải tại cụm công nghiệp số 3 Đa Phúc đã hoàn thành phần xây dựng và đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. Dự kiến trong quý 3 năm 2023, trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp này chính thức hoạt động. Qua đó sẽ góp phần quan trọng giải quyết và xử lý tốt nước thải sản xuất của các đơn vị tại cụm công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc.